Listen. Một lần thôi nhớ đến những ký ức của ngày hôm qua, và một lần thôi xót xa những gì đã trôi qua cuộc đời ta. Nước mắt đẫm hàng mi ngày mà em lại để nhìn về quá khứ, những niềm vui, những cảm xúc và hạnh phúc của đời ta. Rồi nhắm mắt lại mà nhìn về tương lai, phải làm sao, phải thế nào với cuộc đời xô ngã. Rất nhiều người đã bước đi về nơi chốn xa, thật đông đã từ là kết thúc của tình tan tan. Giờ ta đã xa, đã mãi xa rồi. Mỗi đứa mỗi hướng đừng nghe một chút tinh tế để có thể thấy những nỗi đau. Cần một chút đớn đau để cảm nhận được sự hạnh phúc. Cần một chút đúng lúc để níu giữ lấy những yêu thương. Cần một chút xót thương để trân trọng thứ tình cảm này. Cần một chút dũng cảm để thôi cái gì là quan trọng nhất. Tình yêu đó, người xưa đó là những thứ tôi cần nhất. Nhưng cần nhất và quan trọng nhất cũng chẳng có ý nghĩa gì, chỉ làm cho nỗi đau thêm lớn khi hai đứa phải chia ly. Vậy thì thôi, không nói nhiều nữa đâu nhé, vì có nói chắc là phải nói cho tới sáng mai.